Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8, tuần 29, trang 117-121. Văn bản, ông rút đanh mặc lễ phục, trích trưởng giả học làm sang, phó may thợ phụ, mang bộ lễ phục của ông rút đanh, gia nhân. Ông rút đanh, à, bác đã tới đấy à, tôi sắp phát khùng lên vì bác đây. Phó mày, tôi không làm sao đến sớm hơn được, ấy là tôi đã cho 20 chú thợ phụ xúm lại bộ lễ phục của ngài đấy. Ông rút đanh, tôi biết tất lộ bác gửi đến cho tôi chật quá, tôi khổ sở vô cùng mới xỏ chân vào được và đã đứt mất hai mắt rồi. Phó mày, rồi nói giãn ra thì lại rộng quá đấy chứ. Ông rút đanh, phải, nếu tôi cứ làm đứt mãi các mắt thì sẽ rộng thật. Lại đôi giày bác bảo đóng cho tôi, làm tôi đau chân ghê gớm. Phó mày, thưa ngài đâu có. Ông rút đanh, đâu có là thế nào? Phó mày, không, đôi giày không làm ngài đau đâu mà. Ông rút đanh, tôi bảo là nó làm tôi đau. Phó mày, ngài cứ tưởng tượng ra thế. Ông rút đanh, tôi tưởng tượng ra thế vì tôi thấy thế, bác này lý luận hay nhỉ? Phó mày, thưa, đây là bộ lễ phục đẹp nhất triều đình và mày vừa mắt nhất sáng chế ra được một bộ lễ phục trang nghiêm mà không phải màu đen, thật là tuyệt tác, tôi thách các chợ thợ giỏi nhất mà là nổi đấy. Ông rút đanh, thế này là thế nào, bác mày hoa ngược mất rồi. Phó mày, nào ngài, có bảo là ngài muốn may xuôi hoa đâu. Ông rút đanh, lại cần phải bảo may hoa xuôi ư? Phó mày, vâng, phải bảo chứ, vì những người quý phái đều mặc như thế này cả. Ông rút đanh, những người quý phái mặc ngược hoa ư? Phó mày, thưa ngài, vâng. Ông rút đanh, ồ, thế thì bộ áo này may được đấy. Phó mày, nếu ngài muốn thì tôi sẽ xin may hoa xuôi lại thôi mà. Ông rút đanh, không không. Phó mày, xin ngài cứ việc bảo. Ông rút đanh, tôi đã bảo không mà, bác may thế này là được rồi. Bác cho rằng tôi mặc áo này có vừa bằng không? Phó mày, còn phải nói, tôi đố họa sĩ nào lấy bút mà vẽ hầu ngày bộ áo vừa khít hơn được. Ở nhà tôi có một chú thợ phụ may quần cọc thì tài nhất thiên hạ, và một chú khác là anh hùng của thời đại về may áo chẽn đấy. Ông rút đanh, bộ tóc giả và lông đính ngũ có được chững chạc không? Phó may, chững chạc tốt. Ông rút đanh nhìn áo của bác phó may, ô kìa bác phó, vải này là thứ hàng tôi đưa bác may bộ lễ phục trước của tôi đây mà, tôi nhận ra đúng nó rồi. Phó may, chẳng là thứ hàng đẹp quá nên tôi đang gạn lại được một áo để mặc. Ông rút đanh, đành là đẹp nhưng đáng lẽ đừng gạn vào áo của tôi mới phải. Phó mày, mời ngài mặc lễ phục bộ thử bộ lễ phục chứ ạ. À? Ông rút đanh, ừ, đưa đây tôi. Phó mày, khoan đã, không thể mặc như thế được, thứ áo này phải mặc đúng thể thức. Tôi có đem người đến để mặc hậu ngài theo nhịp điệu. Ớ này, vào đây các chú hãy mặc bộ lễ phục này hầu ngài theo cách thức mặc cho các nhà quý phái. Bốn chú thợ phụ ra, hai chú cởi tuột quần cọc của ông rút đanh mặc lúc tập kiếm vừa rồi. Hai chú thì lột áo ngắn rồi họ mặc bộ lễ phục mới vào cho ông. Ông rút đanh mặc lễ phục xong, đi đi lại lại giữa đám thợ, phô áo mới cho họ xem có được không. Cởi áo, mặc áo, chân bước, miệng nói, tất cả đều theo nhịp của dàn nhạc. Thợ phụ, bỏng ông lớn, xin ông lớn ban cho anh em ít tiền uống rượu. Ông rút đanh, anh gọi tôi là gì? Bẩm ông lớn ạ. À. Ông rút đanh, ông lớn ư? Ấy đấy, ăn mặc theo lối quý phái thì thế đấy. Còn cứ bo bo sự kiểu áo quần trưởng giả thì đời nào được gọi là ông lớn. Đây, ta thử vài tiếng. Ông lớn này đây này.
Thợ phụ, bẩm cụ lớn, anh em chúng tôi đội ơn cụ lớn lắm, lắm. Ông Xuất Đanh, cụ lớn, cụ lớn. Chúng mày thông thả tí đã, cái tiếng cụ lớn, đáng thưởng lắm. Cụ lớn, không phải là một tiếng tầm thường đâu nhé. Này, cụ lớn thưởng cho các chú đây. Thợ phụ, dám bẩm Đức Âm, anh em chúng tôi sẽ đi uống rượu chúc sức khỏe Đức Âm. Ông Xuất Đanh lại, Đức Âm nữa, hà hà. Các chú hãy đợi tí, đừng đi vội. Ta là Đức Ông kia mà. Của đáng tội nếu nó tôn ta lên bậc tướng công thì nó sẽ được cả túi tiền mất. Đây nữa này, thưởng cho chú về tiếng Đức Ông thấy Đức Ông đấy nhé. Thợ phụ, dạ bẩm Đức Ông, anh em chúng tôi xin bái tạ ơn ngài. Xin bái tạ ơn người. Ông Xuất Đanh nói riêng, nói như thế là phải chăng? Nếu không ta đến mất tông cả tiền cho nó thôi. Bốn người thợ phụ vui mừng nhảy múa. Molière, trưởng giả học lập sang, trong tiểu tập kịch Molière, nhà xuất bản Sân khấu Hà Nội, năm 1994. Chú thích: Molière, năm 1622 năm 1673, là nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Pháp, của Pháp, tác giả của những vở hài kịch Lão Hòa Tiền, Trưởng giả học làm sang, Người bệnh tưởng. Ông đồng thời cũng là một diễn viên và thường đóng các vai chính trong một số vở kịch của chính mình. Ông Xuất Đanh mặc lễ phục trích trong vở kịch Năm Hồi, Trưởng giả học làm sang năm 1670 và là lớp kịch kết thúc hồi 2. Văn bản này dựa theo bản dịch của Tuấn Đô, nhân đề cho văn bản là do người biên soạn đặt. Nhân vật trung tâm của vở kịch là ông Xuất Đanh, tuổi ngoài 40, có một nhà buôn giàu có, tuy dốt nát quê kệt, nhưng ông muốn học đòi làm sang. Nhiều kẻ lợi dụng tính cách đó săn đón nịnh hót ông để moi tiền. Ông không tán thành tình yêu của con gái là Lucien với chàng Cleon, chỉ vì chàng chẳng phải là quý tộc. Cuối cùng nhờ mưu mẹo của cô Vienne là đầy tớ của mình, Cleon cải trang làm hoàng tử Thổ Nhĩ Kỳ đến hỏi Lucien làm vợ và được ông Xuất Đanh ưng thuận. Rồi tiếp theo là phần đọc hiểu văn bản. Câu số 1, căn cứ vào các chỉ dẫn, những chữ được in nghiêng trong văn bản, cho biết lớp kịch gồm mấy cảnh, xem xét số lượng nhân vật tham gia ở mỗi cảnh và các loại động tác, âm thanh trên sân khấu để chứng minh rằng càng về sau, kịch càng sôi động. Thì lớp kịch này được chia làm hai cảnh, ông Xuất Đanh và Phó May, ông Xuất Đanh và Thợ Phụ. Cảnh trước, trên sân khấu xuất hiện bốn nhân vật, ông Xuất Đanh và một gia nhân, bác Phó May và tay thợ phụ mang bộ lễ phục. Cảnh sau xuất hiện thêm bốn tay thợ phụ nữa. Tiếp theo câu số 2. Ở cảnh đầu, tính cách học trò làm sang của ông Xuất Đanh thể hiện như thế nào và bị lợi dụng ra sao? Cảnh 1 thì ông Xuất Đanh và bác Phó May, hai nhân vật. Ông Xuất Đanh, trưởng giả, ngu dốt nhưng cố tình muốn trở thành tầng lớp quý tộc. Bác Phó May, láo cá, ăn bớt tiền của ông Xuất Đanh còn ngụy biện, biến báo, tranh mảnh, bộ lễ phục chật, may hoa ngược, bít tất lộ và đòi dài chật. Ông Xuất Đanh là người thích ăn diện, muốn làm sang, để tỏ vẻ người quý phái nhưng mê mội, ngu dốt, quê kệt, học đòi làm sang. Tiếp theo câu số 3, tính cách đó của ông thể hiện như thế nào và bị lợi dụng ra sao ở cảnh sau? Ông Xuất Đanh vô cùng háo danh, ưa nịnh, khao khát được làm quý tộc, còn tay thợ phụ thì ranh mảnh khéo nịnh nót để moi tiền. Tiếp theo câu số 4, lớp kịch này gây cười cho khán giả những khía cạnh nào? Thì sự chênh lệch mất cân xứng giữa nội dung và hình thức
giữa cái bên trong và bên ngoài là nguyên tắc cơ bản để nhà văn tạo ra cái hài. Ở lớp kịch này cũng vậy, Molière đã xây dựng một nhân vật hài kịch bất hủ khi tạo ra sự khập khiễng, bất hòa giữa cái ngu dốt ngớ ngẩn và cái sang trọng học đòi ở nhân vật ông Jourdan. Với hàng loạt các tình tiết gây cười, qua đó nhà văn đã chế giễu thói học đòi làm sang vẫn thường thấy trong xã hội. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.